Triển lãm Casting Expo Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày. Nổi bật phải kể đến gian hàng trưng bày các sản phẩm thiết bị, dụng cụ và giải pháp chất lượng với công nghệ xanh trong ngành sản xuất công nghiệp đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị và phụ tùng An Phát. Đến với triển lãm lần này thì An Phát và AG Sunac mang tới triển lãm những cái sản phẩm mới nhất, những công nghệ mới nhất. Sẽ có hai loại sản phẩm, đó là thiết bị sơn tĩnh điện nước và thiết bị sơn tĩnh điện bột. Đều có những cái yếu tố đặc biệt, đó là sự tiết kiệm sơn, giảm cái lượng khí thải hại phát ra môi trường. Hôm nay tham quan triển lãm An Phát và thương hiệu AG Sunac giới thiệu một số giải pháp về công nghệ xanh hóa, thì tôi thay nhận thấy rằng đây là những công nghệ rất hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với việc định hướng phát triển bền vững của đơn vị. Đơn vị này luôn nỗ lực không ngừng trở thành một trong những doanh nghiệp phân phối thiết bị công nghiệp hàng đầu Việt Nam và đưa ra các sản phẩm phân phối bởi An Phát tới khắp mọi miền trên đất nước.